Vâng, xin chào tất cả các anh em. Ngày hôm nay thì rất vui được đồng hành cùng kênh YouTube của Alphard Computer. Sản phẩm mà mình sẽ đem đến cho các bạn ngày hôm nay đó là một siêu phẩm của hãng Gigabyte với mã hiệu là Aorus KD25F. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi xem nó có gì mới mẻ hơn so với những sản phẩm đã đi trước. Điều đầu tiên chúng ta có thể quan sát khi nhìn vào chiếc màn hình này đó là khuôn viền phổ thông, chỉ để lại một thanh dài ở dưới và kèm theo logo sáng bóng. Ngay dưới cơ là cần điều khiển duy nhất hiệu chỉnh các thông số và tính năng của màn hình. Phần chân đế được thiết kế theo hình chữ V được trụ khá là vững chắc trông rất là ngầu. Thiết nghĩ thì phần lưng máy sẽ được bỏ qua chỉ để hướng về phía tường phải không nào? Thì đây, Aorus đã chú trọng vào thiết kế góc cạnh, gân guốc và nổi khối phụ họa, tạo nên một thứ ngôn ngữ rất là game thủ, đầy cuốn hút. Được gọi với cái tên màn hình gaming cao cấp thì ngay cả những thứ được ẩn đi cũng sẽ được game thủ bới lên cho bằng được. Aorus KD25F được trang bị khá nhiều những kết nối hỗ trợ dành cho game thủ, ví dụ như cổng delay boost tốc độ cao đặc biệt cần thiết dành cho tín hiệu hình ảnh từ 144Hz trở lên. Để đạt được 240Hz thì game thủ nhất định phải sử dụng kết nối này với PC. Điều đặc biệt rõ ràng mà chúng ta có thể nhận biết được là cổng âm thanh trên Aorus KD25F còn được tích hợp công nghệ chống ồn chủ động ANC khá là xịn sò và đem lại sự tập trung cao độ dành cho game thủ. Mặc dù Aorus KD25F vẫn sử dụng tấm nền TN, nhưng với ưu điểm vượt trội về tần số quét 240Hz cũng như tốc độ phản hồi 0.5ms, đây quả là một cực phẩm phải không nào? Đối với game thủ FPS nói riêng và những trò chơi mang tính cạnh tranh cao với tốc độ nói chung thì hai yếu tố trên thì là vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà Aorus KD25F không thể nào có được những thứ như góc nhìn rộng, hình ảnh chất lượng, màu sắc rực rỡ, chân thực như cuộc sống để đạt được tốc độ cao kinh khủng. Công bằng mà nói thì Gigabyte Aorus cũng đã cố gắng hết sức cân bằng khả năng hiển thị hình ảnh của sản phẩm, thu hẹp về khoảng cách về chất lượng. Ngoài ra tính năng đồng bộ Freestyle cũng được sử dụng để tránh hiện tượng xé hình khi các đồ họa và màn hình không thể kiếm được tiếng nói chung. Chế độ Black Equalizer 2.0 cũng là một bước tiến ấn tượng của Aorus khi sản xuất màn hình với việc tạo nên màu sắc đen sâu hơn, giúp cho game thủ trải nghiệm được trọn vẹn từng ngóc ngách trong thế giới game của mình, ngay cả những ở khu vực tối nhất hoặc là vào ban đêm. OSD Sidekick là một trong những ứng dụng điều khiển màn hình tốt nhất, mặc dù rất dễ bị bỏ qua, tất cả bây giờ chỉ cần một vài thao tác chuột và bấm vào thôi. Song hành cùng Aorus KD25F còn có hệ thống dashboard hiển thị thông số của hệ thống theo thời gian thực mà bạn không còn cần phải cài đặt MSI Aftermuner rồi update liên tục làm gì nữa. Hay là thậm chí cả hồng tâm hỗ trợ game thủ bắn súng, bộ đếm khung hình, tất cả đã được tích hợp trong màn hình và chỉ cần bật lên và theo dõi chúng. Mình không cần phải bật thêm một phần mềm thứ ba nào khác. Tôi thì đã hoàn toàn bị chinh phục bởi chiếc màn hình gaming cao cấp này. Các bạn cảm thấy những thông tin ngày hôm nay của chúng tôi mang đến cho các bạn như thế nào? Hãy để lại cho mình một like, comment và một subscribe kênh YouTube Alphard Computer của chúng mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.